Rồi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thắng xin giới thiệu cho mọi người về gói các gói cước internet cấp quang VMT tại khu vực ở huyện Hồ Chí Minh, ví dụ như huyện Nhà Bè, Bình Chánh nói chung thuộc huyện là được. Huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, huyện Củ Chi. Đó. Thì sau đây là một số gói cước internet dành cho các huyện ở Hồ Chí Minh như sau: gói băng thông 80M là 165.000, gói 120M là 180 gói 150M là 195.000, gói băng thông băng thông 250 m luôn chỉ có 230 thôi và 300 m chỉ có 260 các bạn đóng trước 6 tháng sẽ được tặng 2 tháng đóng trước 1 năm được tặng 4 tháng thì à, mọi người có nhu cầu cần tư vấn hoặc là đăng ký gói cước internet cấp quang của VMT thì có thể gọi hotline cho thắng qua số 0813 660066 để thắng có thể tư vấn và kiểm tra hạ tầng cho bên mình nha VMT sẽ miễn phí hòa mạng và trang bị modem wifi tặng từ 1 đến 2 tháng tùy theo cái, cái khu vực ví dụ như một số chung cư thì có thể tặng 1 tháng hoặc là 2 tháng thì sau đây thắng xin hướng dẫn mọi người về cách tự kiểm tra gọi là cập nhật cái chương trình khuyến mãi mới nhất luôn tại cái thời điểm mọi người đang xem video này để kiểm tra cái chương trình khuyến mãi mới nhất của internet VMT các bạn hãy vào Google và search từ khóa là gói cước internet vmt. Đây ạ, có rất là nhiều trang. Thì mọi người có thể vào trang vmtgroup.vn ạ, gói cước internet vmt. Hiện tại video đang làm từ tháng 2 thì sẽ gọi giá tháng 2. Còn ví dụ như mọi người xem ở tháng 7 năm 2023 thì trang web sẽ cập nhật giá cước đến tháng 7 năm 2023. Thì các bạn click vào thì trong này sẽ cập nhật giá cước internet từng tháng luôn nha. Thì đây ví dụ như các khu vực 2 là bao gồm các huyện ở Hồ Chí Minh, Hà Nội và mọi người muốn tham khảo các giá cước ở khu vực quận Hồ Chí Minh ví dụ quận 5, quận 7, quận 10 thì giá khu vực 1 thì đây có giá cước đấy ạ. Chương trình sẽ cập nhật thường xuyên. Thì à, mọi người có nhu cầu cứ comment dưới video này hoặc gọi trực tiếp qua hotline là 0813660066 tháng sẽ hỗ trợ trực tiếp tư vấn và khảo sát và coi như cung cấp thông tin khuyến mãi mới nhất của Internet Cấp Quang VMT cho các bạn. Tháng xin thành cảm ơn.